Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Xe Giả Tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe MG ZS nhé. Dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ B, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 7 của năm 2024, em sẽ được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá cực kỳ sâu ở cái thời điểm đầu tháng 7 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe gầm cao 5 chỗ phân khúc cỡ B này sẽ có thể nắm được. Hiện tại MG ZS được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản MG ZS Standard, phiên bản MG ZS Comfort và phiên bản MG ZS Luxury. Ở trong cùng phân khúc thì MG ZS đang cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Kia Seltos, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Creta, đúng không ạ? Nhưng phân khúc cỡ B nhưng mà đang có cái mức giá rẻ hơn cả cái phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ A anh em ạ, như là rẻ hơn cả chiếc xe gì ạ? Xe Kia Soulette, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình và có sự lựa chọn tốt nhất những cái phiên bản mà anh em đang quan tâm và lựa chọn anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản MG ZS Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 638 triệu. Với cái chính sách tăng cường ưu đãi giảm cực kỳ sâu về tiền mặt thì hiện tại bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 151 triệu, và giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 487 triệu thôi anh em nhé. Hiện tại cái chính sách ưu đãi này đang hỗ trợ lên đến 200% lệ phí trước bạ cho anh em, đúng không ạ? Thuế thì đang là 12% ở khu vực Hà Nội, ở tỉnh thì đang là 10%. Thì cái mức giá đóng thuế, ví dụ nhé, ở khu vực Hà Nội thì đang là 76 triệu. Thì đúng là cái phiên bản này đang có cái mức tặng 200% lệ phí trước bạ cho anh em rồi, đúng không ạ? Còn về phần quà tặng thì sao ạ? Phần quà tặng có cực kỳ nhiều phần quà tặng đặc biệt và chất lượng, thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em có thể là chia sẻ nó sẽ chi tiết hơn anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 586 triệu, trả góp thì đang là 172 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 573 triệu, trả góp thì đang là 159 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 555 triệu, trả góp thì đang là 141 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhá. Hiện tại cái chính sách giá bán đang vô cùng đặc biệt, giảm cực kỳ sâu rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như là có những cái chính sách giá bán chi tiết nhất để gửi tới anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản thứ hai, đó là cái phiên bản MG ZS Comfort. Bản này thì đang có mức giá là 588 triệu. Chính sách ưu đãi ở thời điểm này cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 140 triệu, giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 448 triệu thôi anh em nhé, cũng tương đương với 200% lệ phí trước bạ cho anh em rồi, đúng không ạ? Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về quà tặng, về phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 541 triệu, trả góp thì đang là 160 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 529 triệu, trả góp thì đang là 148 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 511 triệu, trả góp thì đang là 130 triệu. Đó, với cái phiên bản này thì anh em hoàn toàn có thể vay với con số nhiều hơn và chỉ cần chuẩn bị đâu đó vào khoảng 60 triệu thôi là anh em có thể là mang xe về rồi. Phần còn lại thì em sẽ hỗ trợ kết nối bên ngân hàng là hỗ trợ cho anh em vay với cái mức lãi suất cực kỳ là ưu đãi ở thời điểm này anh em nhé. Ok, cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản MG ZS Standard. Bản này thì đang có mức giá là 538 triệu. Chính sách ưu đãi ở thời điểm này cũng đang hỗ trợ cực kỳ tốt về giảm tiền mặt cũng như là cực kỳ tốt về tặng phụ kiện.
Ở khu vực Hà Nội nhá, thì bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 105 triệu. Còn những anh em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là anh em ở miền Nam thì có cái mức giảm giá còn sâu hơn, lên đến 115 triệu anh em nhé, lên đến 115 triệu anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 520 triệu, trả góp thì đang là 151 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 499 triệu, trả góp thì đang là 141 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 491 triệu, trả góp thì đang là 123 triệu. Với cái phiên bản standard, anh em hoàn toàn có thể chuẩn bị con số là 50 triệu. Phần còn lại thì em sẽ kết nối bên ngân hàng để hỗ trợ anh em có cái chi phí thấp nhất để mua cái dòng xe MGZS standard này anh em nhá. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, tốt nhất ở cái thời điểm đầu tháng 7 của năm 2024. Nếu anh em nào cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em hoặc nhắn tin cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.